Ok thì trước khi vào video mình hướng dẫn cho anh em á thì anh em hãy giúp cho mình ủng hộ bằng một cách một nút like và cũng như là một subscribe kênh luôn nha anh em. Ok, xin chào các bạn nha. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mua thẻ Garena Free Fire ở trên điện thoại luôn nha các bạn. Thì như các bạn thấy trên ID game của mình hiện tại đang còn 128 kim cương. Thì bắt đầu mình sẽ vào một cái app có tên là Xquad để mình mua thẻ cào nha mọi người. Và lợi thế khi mà các bạn mua thẻ cào ở trên đây á các bạn sẽ được chiết khấu lại nha. Đó có rất là nhiều gói để cho các bạn nạp. Thì mình sẽ chọn cái gói 19.116 đồng tương đương với 110 kim cương nhưng mà khi thực tế các bạn nạp vô á các bạn sẽ được 113 kim cương nha giống như là ở trong cái mục nạp thẻ .vn họ đề xuất luôn các bạn ơi hiện tại mình đang được xử lý nha xin nữa họ sẽ gửi cái mã thẻ để mình qua nạp thẻ .vn thì ở đây mình nạp rất là nhiều rồi mình mua rất là nhiều thẻ kim cương đó các bạn có thể thấy 110 113 và đặc biệt hơn ở trong app này các bạn còn kiếm kim cương miễn phí nữa nha các bạn kiếm kim cương miễn phí bằng cách là chơi game nha mọi người xin nữa mình sẽ hướng dẫn cho bạn chơi game sau rồi ok nó vừa đã hoàn thành luôn nha sau khi mình sao chép cái mã thẻ này thì mình vào trang web có tên là nạp thẻ vn của garena nha mọi người và có nhiều bạn á, hiện tại vẫn chưa phân biệt được nào là mua nào là nạp hiện tại trên thị trường có rất là nhiều đại lý để cho bạn là mua thẻ cào nha mọi người nhưng đối với cái nạp á, nạp vào game á, chỉ có một cái trang nạp duy nhất thôi đó là nạp thẻ vn của Garena phát hành cho nên bạn hãy hình dung hãy để ý cho mình nha rồi sau khi mình nạp thành công rồi thì các bạn có thể thấy Số kim cương của mình lên được 240 kim cương thì mình vào shop huyền bí mình mua cái trang phục gói vua hổ này và đó chính là cái cách mua thẻ Garena ở trên điện thoại bằng App Xwork nha. Sau khi các bạn tải App Xwork ở dưới phần bình luận hoặc là ở trên cửa hàng CH Play rồi đó, các bạn đăng nhập cho mình bằng Google nha mọi người. Sau đó các bạn hãy chọn những tự game ở trong mục xem thêm này nè, đó có những nhiều tự game khác bạn kiếm số vui nè, ở đây nó ghi là 458 cũng như là 3 tám bui nè đó các bạn thấy không các bạn chỉ cần kiếm cho mình khoảng là đâu đó 7.000 bui thôi là các bạn đã đủ được một chiếc thẻ cào Garena 20k rồi và nếu các bạn không có bui ở trong x á các bạn có thể nạp nha và mình chỉ các bạn nạp luôn các bạn hãy chọn mỗi gói bất kỳ các bạn bấm vào mua sau đó nó sẽ chuyển sang cho các bạn là ví Momo hoặc là tài khoản ngân hàng hoặc là Zalo gì đó là xong nha và các bạn cố gắng tích lũy và vừa chơi game và vừa kiếm bui đó là các bạn sẽ đổi thêm một những chiếc thẻ cào miễn phí khác nữa nha các bạn và rồi là đó chính là những cách mà mình chia sẻ cho anh em cách nạp thẻ cào Garena Free Fire ở trên điện thoại luôn nha các bạn.